Alo, vâng, đến với trận đấu chung kết thôi. Mew One của No 1, Hồng Anh, Summer đã đội voi rồi. Vâng, đang cắt dân ở bãi quả phụ. 25 dân chuẩn bị kích đời. Kích, vâng, 7 phút 56 giây Hồng Anh đã bắt đầu kích đời. Anh ơi, em mình lên đây rồi, vừa nó ồn quá, phải tắt mic đi. Alo, vâng, trở lại với trận thi đấu thôi. Vâng, xoay nhanh thế là rời, chưa kịp nhìn quân bên kia. Mew One Summer, liệu Summer đánh cung hay đánh chém đây? Mà chúng ta hãy cùng chờ đợi thôi. Khả năng đánh cung rồi, bo nhà kiểu này dễ đánh cung lắm. BG BA rồi, như vậy là Hồng Anh sẽ đánh cung và Mew One sẽ đánh chém. Mew One của Đô 1. Mình đương tôi vừa nhìn loang thoáng là bên mình lên đời sớm hơn. Vâng, bên kia thì xoay qua thì là Phonesian của Tom Sokyu. Hình như Tom không biết có đánh cung hay không. Còn bên kia là Pho Baby, còn bên mình là Mew One Summer. Vâng, bây giờ thì con gió được đẩy đi. Cánh này thì No 1 gặp ai không đóng được L rồi. Thôi tí kéo dân đây về đóng cũng được, không sao. Cổng thủ đầy đủ dành cho con giò luôn. Về đắp tạm 3-4 cái ruộng đã. À không, đóng BL2. Như vậy đầu cánh của game thủ No 1 là Tom Phonesian. Giờ con giò công thủ thì con tê nằm chặt. Đừng bảo Tom, nhà Tom không vào được. Nhà Tom không vào được hơi căng. Ôi, xin cái móng. Vâng, thank you Gunny. Vâng, vâng, hồi gặp đúng lạc đà rồi. Bãi vàng bị chọc xuyên. Ơ, nhưng Gunny hình như quên không chọc. Vâng, con giò còn đúng 2 máu thôi. Phải tìm những nông dân ăn hoang của Gunny. Nếu Gunny đã kéo hết dân về chưa? Vâng, để Gunny và Tom ôm nhau thì không hề vớ vẩn đâu. À không ôm. Gunny có hốc. Gunny có hốc, đang bo hốc rồi. Vâng, những hàng BE ở ngoài kia sẽ bảo kê bãi ruộng bên trong. Và cái chỗ BL kia là sẽ BL2 rồi, gần BL2 ngay cạnh đấy luôn. Rừng kín lắm. Thôi đi ruộng thôi. Không còn cách nào rồi, thôi đi ruộng. À đây, ờ, có cái khe, rất tươi. Vâng, thôi xin tạm vài thằng dân bên trong nhá. Cái khe này để phù, nó phù. À, không được, à, quá tươi luôn, phù baby. Vâng, được coi là phù tuyển. Thôi chạy dân thôi, én thôi. Không giữ làm cái gì cả. Mà cung giờ đẩy ra thì giữ làm cái gì. Đây rồi, Hồng Anh cũng chơi vào nhà của Gunny đây rồi. Vậy là cũng tươi, gọi cân thôi. Tham Na lô 1 là 25/60, cơ cấu lại bãi vàng thôi.
bằng lại cái khe. Gunny quên bó khe. Như vậy là chim lợn không không chim lợn cho Gunny pha vừa rồi. Ở đấy giờ đã bo rồi. Ban căng thôi, xem Hồng Anh thôi. Hồng Anh là người đẩy cung, tham lai 42 cho 52 rồi. Hồng Anh thi đấu cũng là với tôm thì tôm nằm chặt. Vâng, có lạc đà Gunny đây rồi. Hơi căng. À đây rồi, dân 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 Gunny đang nhông kèn lên rồi. Như vậy là tươi. Sóc cung ra đi, sóc thêm cung đi Hồng Anh ơi. Lượng gỗ thực kia là sóc sóc được 4 nha rồi. Vâng, chúng ta thấy những thao tác điều R của Hồng Anh rất chuẩn mực. Ui giời, chỗ cũng giờ phô, cái không ăn thua cũng giờ phô, đứng dưới dốc thì không thể ăn này được. Đây rồi, gọi là như vậy tôm ngoại hội rồi. Đang đang đẩy dần Hồng Anh về nhà. Hồng Anh cần chiếm lấy con dốc kia. Hồng Anh cần phải chiếm lấy con dốc kia, không không để tôm chiếm lấy được. Mà cũng giờ phô mà đứng ở giấy mà nó rót xuống thì không hề vớ vẩn. Mà chiếm lấy con dốc đi. Không thì kéo một hai con để dụ tôm xuống dốc. Nó một sang cứu đi. Nó một có sang cứu hay không? Vâng, lạc đà của Babylon đang đứng cùng với cung giờ phô rồi. Vâng, tôm đang tích quân để có thể ốp được được Hồng Anh loại, nhưng tham lai của tôm hơi nhỏ và tham của tôm hơi bé so với quy định. Vâng, đánh cung phô mà lại không bằng tham lai của Summer, mặc dù phô có sức phát triển tốt hơn. Vâng, chuẩn bị ốp rồi, cứ chuẩn bị tinh thần đi. Hình như No 1 vừa làm được cái gì. Vâng, No 1 đang chém nhau với lại cung giờ của Phonesian đây rồi. Tốt, rất hay. Bây giờ không cho tôm đẩy cung, đúng rồi, phải giữ chân tôm để cho Hồng Anh khỏe. Hồng Anh tí to hẳn ra luôn, và như vậy sẽ dễ đánh hơn rất nhiều. Vâng, tôm bắt đầu đang đẩy quân nhưng mà không thể đẩy được với những con lạc đà của No 1 đang đứng ở đây. Có nhà một tôi là phát chém 4 cho nó mát. À lo chém hàng e. Chém hàng e đằng kia. Mặt kia. Vâng, đứng dốc rồi. Rất khôn ngoan. Điều đi, đảo đi kìa. Lạc đà của nó một đảo đi. Vâng, cung giờ của Hồng Anh ở đây rồi. Ơ không không đảo kìa. Vâng, hai lạc đà đều không đảo. À đây rồi. Như vậy Hồng Anh chủ động vẩy e sau. Rất tốt. À như vậy là tuy phô đứng dốc nhưng lại không bằng Summer. Có vẻ như số lượng ít hơn. Số lượng phô ít hơn. Và đứng quân khá hay của Hồng Anh. Nhưng chẳng qua là nhiều hơn họ thôi. Vâng, đẩy dần tôm về nhà. Tôm thủ nhà không dẻo. Tôm là người thủ nhà không dẻo. Đó là cái điểm yếu của Tom Cruise. Anh cần khắc phục ngay. Cứ đẩy thôi. Giờ mình và đang là thế công, cứ đẩy thôi. Số lượng cung giờ phô là hơi ít trong pha này. Như vậy ăn được, đẩy tiếp ở nhà lên. Vâng, cứ được bao nhiêu đẩy tất thôi. Tất tay luôn. Vâng, yêu hết. Phô chỗ này hơi không ăn thua. Phô không ăn thua. Hồng Anh xin xin đầu một trăm vàng, 200 vàng đi. Tí làm cái giáp 4 và cái đầu máu nữa. Và Summer mà đầu gấu vào nữa thì cũng rất chất. Ơ kìa, lạc đà. Bắn e cho lạc đà vào. Hồng Anh ơi, hơi mải đấu quân. Vâng, bắt sạch chỗ này thì tôm chính thức hết đồ chơi. Vâng, pha giải e của Hồng Anh. Vâng, như vậy là ốp A của nhà tôm rồi. Quá thành công luôn. Nhưng lạc đà của Gunny rất đông, không hề vớ vẩn. Và những con cung giờ bên trong nhà nữa. Kìa, bắn e để cho lạc đà của No 1 vào. Bắn e đi. Không lọt được, bắn e trên kia. Không nghe.
bắn né để cho lạc đà vào dễ hơn, mình có khung giờ bên ngoài lợi thế hơn là rất nhiều. Vâng, Tom Rinside tỷ số là 3-2 trận đấu đầu tiên, pha lội ngược dòng cực kỳ tốt đến từ hai game thủ của Game TV. Vâng, quá hay luôn. Một trận thi đấu mà đưa đưa cho Tom cầm cung thì đúng là ác mộng dành cho Gunny rồi. Vâng, chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với những trận đấu tiếp theo trong set đấu thứ hai.